Tòng ích kỷ quá độ. Ngày xưa, có một kỳ quái tên là Makara, vô cùng ích kỷ, vô cùng tự phụ và cũng vô cùng tàn bạo. Tưởng chừng cả thế giới phải tiêu diệt, thì lòng khát vọng của nó mới thỏa mãn. Mỗi bữa ăn, nó ăn hết số cá mà một chiếc mành phải làm trong một ngày. Các loài thủy tộc, từ lớn đến bé đều lạ lùng, hoảng hốt, hãi hùng bởi vì nó ăn tất cả, không chừa một con nào, nhưng dĩ nhiên là trừ nó ra. Đứng trước cảnh tượng diệt vong, loài thủy tộc phải làm thế nào? Biết tìm đâu một chỗ trốn tránh, ở dưới nước hay đáy bể, cũng như trên mặt đất, không có lấy một chỗ. Có một đôi con mọc cánh, không có lấy một chỗ. Có một đôi con mọc cánh, bởi vì nó sắp biến hóa thành chim, chúng nó hy vọng được cất cánh. Nhưng vừa vọt ra khỏi mặt nước, đầu lại vào đấy, nó rơi vào bể cả. Con thủy quái khoái lạc nhìn con mồi và chế nhạo trước mồm mồm ngu ngốc của đồng loại. Loài cá, dù bơi hay lặn, lớn nhỏ đều bị nghiến ngấu. Con thủy quái xa chiều đắc ý, nhưng lòng dục vọng không đáy của nó vẫn không thỏa mãn. Không bao giờ nó có ý nghĩ rằng mình rồi cũng có ngày bị ăn thịt. Phải, vì còn ai mạnh khỏe, hùng tợn và kiêu căng bằng nó. Loài cá vàng làm cho nó tin rằng là mình đúng. Không bao giờ nó có ý nghĩ rằng mình rồi cũng có ngày bị ăn thịt. Phải, vì còn ai mạnh khỏe, hung tợn, kiêu ngạo bằng nó. Loài cá càng làm cho nó tin rằng là mình đúng. Nhưng loài cá, con thì bị ăn thịt, con thì chạy trốn, nên trong bể thừa thớt dần. Thực vật ngày càng hiếm hoi, càng khó kiếm, và khi nhai những con cá nhỏ xíu dưới hàm răng to tướng của mình, nó tức điên lên. Makara nghiến và cắn lưỡi, giận dữ. Nó giật mạnh cái đôi vĩ đại bằng phẳng và cứng rắn như một tấm ván. Nó quật lung tung nhưng không có thăm hơi một con cá nhỏ nào trong vùng nước nổi sóng. Nó ngạc nhiên, thất vọng và bực tức. Thực vật đã hết mà cơn đói lại càng hoành hành mãnh liệt. Biết làm sao bây giờ? Nó bơi lội, sục sạo khắp nơi. Bỗng nhiên, nó nghe bốc lên một mùi quen thuộc, mùi quyến rũ của loài cá. Mùi ấy nếu không bốc lên từ người nó thì còn từ đâu nữa? Tình trạng giống như con hươu chạy đuổi kiệt sức theo mùi xạ từ cổ nó tiết ra. Con Makara lúc thì lặn xuống đáy bể, lúc thì nổi lên mặt nước. Cái mùi thơm ngon từ mình nó lại theo nó mãi. Trong cơn ngạc nhiên và bị kích thích, nó cắn nghiến lấy một miếng thịt của mình. Bộ cảm giác vừa đau đớn, vừa hoan lạc nổi lên. Nó nhắm nhía lấy máu của mình mà nó không thể dừng được nữa. Cứ như thế, nó ăn cho đỡ đói. Và nó đã ăn mình trong cơn đau khổ để quên đau. Đến lượt, biển cả lại ăn thịt nó, và cái gì còn sót lại thì đó là vàng bóng của lòng kiêu ngạo của nó và nỗi ám ảnh hãi hùng của bầy cá đang sợ sệt dìu dắt nhau trở về. Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệt do con người gây ra rồi trở lại dắt con người đi vào cõi ác. Của tuy đất khát lòng con kính thành. Hôm ấy nghỉ học, sáu đứa trẻ cả trai lẫn gái, thân hình cũng như trạc tuổi sắp xỉ nhau. Chúng rủ nhau lại trong chiếc sân rộng mát trước nhà em Lệ Sa, con của ông bà Đăng Quang. Một gia đình lễ giáo rất sung thượng để chơi trò chơi mà mấy hôm nay chúng không chơi được vì mưa lạnh. Không biết trò chơi này ai bày ra và đâu truyền đến mà đứa bé Ấn Độ nào cũng biết và rất thích chơi, nhất là những lúc có mặt độ 5-7 đứa. Sau phút họp mặt liền phân phối công việc để sắm sửa cuộc chơi, mấy em gái thì đi chợ và nấu cơm, mấy em trai xây nhà và trưng dọn. Nguyên liệu làm nhà là những viên gạch bé, những tấm ván thừa. Nhà thì có nhà, song không ở và làm gì ở trong nhà được cả. Bông hoa, đồ dùng đều phải trưng dọn bên ngoài. Chợ chúng là hàng rào dâm bụt. Hoa đỏ lá xanh là những thức ăn ngon lành để mua. Gạo thì có sẵn ở bên hè nhà, chỉ còn xúc nấu, ấy là cát. Tuy nhiên, Peter, em gái phụ trách nấu cơm, vẫn giả bộ đem hem bốc khuốc chum chum thổi phò qua những khe củi, không bao giờ cháy vì tươi xanh và không có lửa. Thức ăn thì không cần nấu, sau khi mua về, chúng ngắt vụn và cứa nhỏ vào bát đĩa là xong. Nói bát đĩa cho oai, chứ toàn là những miếng mảnh xanh, nắp hộp và khô chén. Còn đũa thì rất sẵn ở bờ đậu của chúng từ bẻ lấy. Hí hoáy, chảy ngược chảy xuôi là thúc hối trong chốc lát thì tất cả đâu vào đấy. Thức ăn đều được sắp lên bàn. Ố thật là giản dị, chỉ là những cái đòn có nải chuối trắng miệng, không biết chúng tạo đâu ra hay lượm trong thùng rác của chị bếp.
Bày biện xong xuôi, chúng mời nhau lại để khai mạc buổi tiệc. Đang xúm xít vây quanh chiếc bàn thấp lè thè thì bỗng nhiên đôi mắt tròn xoe của Lệ Gia hướng về những người đức hạnh trong những bộ áo cà sa vàng nghiêm trang vượt qua hàng cây trước bờ rào. Rồi tất cả lũ trẻ quay mặt nhìn theo. Bữa tiệc chưa bắt đầu nhưng đã bị gián đoạn vì đoàn người kia khoan thai im lặng bước vào cổng. Lệ Gia liền rời khỏi bàn ăn, chạy ngay đến Đức Phật, chắp tay vái chào và kính thưa: "Thưa ngài, thầy mẹ con hôm nay có việc phải qua làng bên cạnh ạ." "Tốt lắm, thôi con trở vào chơi với bạn," Đức Phật bảo Lệ Gia. Ngần ngừ không lùi bước, Lệ Gia tỏ vẻ vì không có gì để cúng dường. Mọi hôm vào giờ này, khi Phật và chư tăng đi ngang là cha mẹ của Lệ Gia thường hay dâng cúng vật thực. Đoán biết em bé Lệ Gia muốn thừa thỉnh điều chi nên ngài chưa đi vội, bỗng Lệ Gia nhanh nhẩu về phía bàn, nhanh tay bưng ngay bát cơm to nhất trên bàn đem dâng cúng Phật với đôi tay tín thành kính cẩn. Các đệ tử đứng sau đều lấy làm lạ, xâm si và hỏi nhau về thứ lễ vật lạ kỳ mà em bé đang dâng cúng. Chính lũ trẻ bạn của Lệ Gia cũng không hiểu Lệ Gia đang làm gì và rất lo ngại cho nó. Đỡ lấy bát, Đức Phật nói với giọng trong thanh hiền dịu: "Của tùy đất cát, lòng con kính thành, Như Lai nhận cho con." Đoạn, ngài trao bát cơm ấy cho tôn giả A Nan, dặn đem về vãi lên nền nhà ngài ở. Nhìn khắp các đệ tử, ngài dạy thêm: "Em bé này có tâm hoan hỷ cúng dường, nhờ công đức ấy, 100 năm sau khi Như Lai nhập diệt, em bé sẽ làm vị quốc vương tên là A Dục. Vị lãnh tụ này sẽ là một người hộ pháp đắc lực, rất tôn sùng tam bảo, biết phân chia xá lợi, xây 84.000 ngôi tháp để tôn thờ, biết đem chánh pháp áp dụng trong công việc trị dân, giúp nước tiếng tăm lừng lẫy." Tôn giả A Nan lại ngạc nhiên hơn nữa, liền bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, em bé này chỉ cúng dường chút ít đất cát mà sao lại được phước báo nhiều như thế, nhất là được nhân duyên xây 84.000 ngôi tháp để cúng dường xá lợi." Đức Phật ôn tồn giải đáp: "Này A Nan và tất cả đại chúng, không phải chỉ có kiếp này mà ở một tiền kiếp xa xưa, em bé đã là một vị quốc vương tên là Bà Tắc Bì, luôn luôn được cúng dường Đức Phật Phất Xa, và nghĩ đến nhân dân chưa có dịp được chiêm ngưỡng đức tướng trang nghiêm của đấng giác ngộ, người đã mời rất nhiều họa sĩ vẽ 84.000 bức tượng để lưu truyền khắp mọi nơi. Nhờ công đức ấy cộng thêm việc đang làm trong hiện tại mà sau này em bé sẽ được vô lượng phước báu, và nhất là được có nhân duyên xây 84.000 ngôi tháp để tôn thờ xá lợi." Nghe đến đây, tôn giả A Nan và toàn thể đại chúng mới hết nghi ngờ. Riêng về Lệ Gia thì em sung sướng và thỏa mãn vô hạn vì đã được Đức Phật tiếp nhận lễ vật và tự tay em làm ra dâng cúng. Lũ trẻ nãy giờ đứng xa nhìn lại, bây giờ sau khi nghe, thấy và nhận biết lòng thương bao la rộng rãi của Đức Phật, chúng rủ nhau đi lại gần và vây quanh ngài. Giờ đã gần hết, Đức Phật và các đệ tử phải tiếp tục đi hóa trai. Trước khi ra đi, một lần nữa, ngài giơ đầu và chú nguyện cho Lệ Gia Thường được sức khỏe, học tập tiến bộ, và ngài dặn thêm lũ trẻ: "Các con chơi với nhau cho hòa thuận, vui vẻ nhé, bàn người thanh tịnh, khuất lần trong ngạ xóm." Nhưng lũ trẻ mãi nhìn theo không chớp mắt. Tam bảo là dụng phước phỉ nhiêu cho chúng sanh gieo giống. Gần Phật và xa Phật. Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại tịnh xá Kỳ Hoàn, thuyết pháp cho chư thiên nghe. Lúc bấy giờ, ở nước La Diệt Kỳ có hai vị tân học, tỳ kheo muốn yết kiến Đức Phật. Giữa hai nước ấy có một khoảng đồng rộng, không có người ở, lại gặp thời tiết hạn hán, nên suối hồ đều cạn. Hai người đi ngang qua bị khát nước, chỉ gặp được vũng nước nhỏ thì bị đầy những trùng không thể uống được. Hai người mới bàn với nhau rằng: "Chúng ta từ xa lại, cốt trông mong chiêm ngưỡng Đức Phật, không ngờ ngày nay bị chết khát giữa đường." Một người nói rằng: "Thôi, ta hãy tạm uống để khỏi chết, có vậy mới gặp được Phật, và lại, ta uống cũng không ai biết cả." Người kia đáp rằng: "Giới luật Đức Phật chế ra, lấy nhân từ làm gốc, nếu giết hại chúng sanh để tự sống, thì dù thấy Đức Phật cũng không có ích gì, tha rằng giữ giới, chịu chết, chớ không phạm giới mà được sống." Người đầu theo ý riêng của mình, uống nước đỡ khát và đi đến chỗ ở của Phật. Người thứ hai không chịu uống nên phải chết vì khát, nhưng được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Nhờ suy nghĩ nên tự biết mình ở kiếp trước, nhờ giữ giới nên được sanh thiên,
thật là do lòng tin mạnh nên phước báo chẳng ra vậy. Nghĩ như thế, bèn đem hương hoa đến lễ Phật rồi đứng hầu một bên. Còn người uống nước phải cực khổ trải qua bao nhiêu ngày mới đến chỗ ở của Phật. Thấy đấng Chí Tôn oai nghiêm, người liền cúi đầu đảnh lễ, khóc lóc bạch Phật rằng: "Con còn một người bạn muốn đến yết kiến Phật, chẳng may giữa đường bị mệnh chung, dám mong Đức Thế Tôn biết cho." Đức Phật trả lời: "Ta đã rõ rồi." Liền lấy tay chỉ tiên nhân đứng hầu một bên mà nói rằng: "Người tiên nhân này chính là bạn của người đó. Người này nhờ chọn giữ giới luật nên được sanh lên cõi trời và gặp được ta trước ngươi." Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ vào ngực người kia và nói: "Ngươi tuy thấy hình ta mà không giữ giới luật của ta, thì tuy ngươi thấy ta mà ta không thấy ngươi. Ngươi tuy cách xa ta mà ngàn vạn dặm, còn người kia tuy cách xa ta ngàn vạn dặm nhưng giữ giới luật, thì người ấy tất đứng trước mặt ta." Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bèn nói bài kệ: "Học nhiều lại nghe nhiều, hai đời được ngợi khen, học ít lại nghe ít, hai đời bị khổ đau, phàm học nên nghe nhiều, sầu gặp nhiều tai nạn. Trì giới chẳng tái phạm, sở nguyện được thành tựu, giữ giới không chu toàn, sở nguyện bị tán mất, xét lý nhận yếu nghĩa, không gì đáng can ngại." Lúc bấy giờ, vị tỳ kheo bèn nghe bài kệ xong, bèn tự thấy xấu hổ. Lúc bấy giờ, vị tỳ kheo nghe bài kệ xong, bèn tự thấy xấu hổ, cúi đầu xin sám hối, yên lặng suy nghĩ lời Phật dạy. Còn vị tiên nhân sanh tâm hoan hỷ, chứng được pháp nhãn, trong chúng hội hoan hỷ phụng hành: "Giới luật là thầy của các ngươi, giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, giới luật còn, Phật Pháp còn." Một cuộc chiến thắng vinh dự. Trong Ấn Độ Dương, cách chừng hàng chục dặm về phía nam bờ biển Ấn Độ, có một hòn đảo khổng lồ, đó là đảo Tích Lan, người ta gọi là đảo Singala, vì người chinh phục đảo ấy là anh hùng Singala. Singala là con trai một người lái buôn giàu có, chàng rất được nuông chiều. Cha chàng thì trông mong chàng ngày sau trở thành một người sung sướng, sống yên thân trong đống tiền của lớn lao, nhưng mộng của chàng thì lại khác. Chàng thích phiêu lưu, thám du đến những đất nước xa xôi, để khơi sóng gió và chân chơi mới lạ, thúc giục chàng Singala khẩn khoản nhiều phen, mới xin được cha vượt bể cả, cùng với một đoàn lái, hơn 100 người. Đoàn thuyền tiến về phía nam, định sẽ ghé lại miền đất nào đó mà họ trông thấy trước nhất. Bỗng một chiều kia, một trận bão nổi lên dữ dội và đoàn thuyền bị sóng đánh tan từng mảnh. Trong tai nạn khủng khiếp này, một số người may mắn bám được vào các mảnh ván của thuyền và trôi dạt vào bờ. Trong số này có chàng thanh niên Singala. Một đoàn thiếu nữ ra tận bờ biển đón tiếp họ rất nồng hậu. Mỗi người đàn ông được mời về một nhà riêng. Ở đó có một thiếu nữ chăm lo, săn sóc ân cần, âu yếm như đối với người thân yêu nhất. Các thiếu nữ tha thiết mời họ mãi mãi ở lại đây. Những ngày đầu, những người đàn ông bị nạn đều lo an dưỡng, cho lại sức, và lúc thảnh thơi là lúc tâm trí của họ hướng về quê hương, gia đình mà họ không biết bao giờ gặp lại. Nhưng rồi thời gian đã thay đổi lòng họ, họ thấy quen lần với cây cỏ nước non, với sự thân mật quyến rũ của các người đàn bà đẹp. Họ chịu thay những bộ áo quần cũ để khoác những chiếc áo choàng bằng lụa mới, bắt đầu đòi hỏi những món ăn ngon. Rồi dần dà, họ sống trung thành gia đình với những người đàn bà, đến để tiếp đón họ trong những cuộc vui say đắm. Ngày tháng lần qua, nhiều cặp vợ chồng đã sinh hạ con cái. Trong cảnh sống mới này, mọi việc đều do đàn bà đảm đương, các người đàn ông được nghỉ ngơi dạo chơi thỏa thích. Nhưng có một điều là, họ không được xuống hướng nam. Sự cấm đoán này đem lại cho Singala, chàng thanh niên dũng cảm, nhiều nỗi nghi ngờ, chàng quyết tâm tự tìm hiểu bí mật của những người đàn bà kỳ dị này. Một đêm kia, Singala chờ lúc vợ ngủ say, lén dậy và cặp chặt thanh gươm bên mình rồi đi thẳng về phía nam. Chẳng mấy chốc, chàng thấy trước mắt một bức thành kín, không có cửa ra vào. Đây là đâu? Người ta cất giấu cái gì trong này? Chàng đến gần và lắng tai nghe, có tiếng văng vẳng từ trong phát ra. Nhanh trí, Singala leo lên một cành cây mọc bên bờ thành nhìn vào. Cảnh tượng thật là ghê rợn, hơn 100 người ốm yếu, đói khát, đang quằn quại bên cạnh những đống xương trắng chồng chất. Một mùi tanh tưởi hôi thối hắt ra kinh tởm. Singala giữ được bình tĩnh, hỏi chuyện với người còn sống. Chàng mới biết rằng đây là một toán lái buôn Ấn Độ bị chìm tàu trôi dạt vào đảo này trước khi đoàn người cùng đi với chàng đến nơi này.
Trước đây, bọn đàn bà cũng đã tiếp đón họ, nhận họ làm chồng, để rồi khi có một số người khác đắm thuyền trôi giặt đến, bọn đàn bà đem họ nhốt lại đây, làm đồ ăn cho chúng. Họ sẽ lần hồi bị giết chết như những người bạn xấu số của họ mấy ngày vừa qua. Và rồi cũng sẽ đến những đoàn lái buôn của Singala chịu cái số phận làm mồi cho bọn yêu tinh tàn ác xâm dục này. Singala không lấy gì làm ngạc nhiên vì chàng đã đoán thấy cái cách quyến rũ gian trá của người đàn bà làm vợ chàng. Chàng nắm chặt thanh kiếm lại, rồi chàng hỏi những người kia họ có biết cách gì để thoát khỏi nơi này không. Có người trả lời, mỗi năm đến một ngày nhất định, có một con ngựa trắng bay được từ trên trời hạ xuống, rồi nó sẽ kêu lên 3 lần. Ai về Ấn Độ sông Hằng, theo đây ta giúp vượt băng bể này. Người nào vững tâm, theo bám chặt vào mình nó, sẽ được trở về quê hương gia đình. Singala hỏi, thế tại sao các anh không nắm lấy cơ hội để thoát khỏi nơi nguy hiểm này? Trời ơi, chỉ vì chúng tôi mê đắm. Những lời thân mật, những cử chỉ vuốt ve của bọn đàn bà kia làm chúng tôi bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Đến phút này, chúng tôi chỉ còn một lời cuối cùng là chúc các anh may mắn, can đảm trở về nước Ấn Độ yêu quý của chúng ta và nhắn chung với các người sau, hãy dừng mê đắm mà thiệt hại cả một đời. Từ trên cây tụt xuống, Singala trở về nhà trước khi người đàn bà của chàng thức dậy. Chàng làm ra vẻ tự nhiên như không có điều gì xảy ra và giữ kín những bí mật đã biết được. Ngày quan trọng đến rồi, ngày ngựa thần hạ xuống đảo, chàng họp các bạn bè mình lại, nói cho họ biết số phận đen tối của họ. Mọi người đều kinh hãi, và khi ngựa thần vừa hạ xuống, thì ai nấy đều nhanh chóng bám chặt vào thân mình con ngựa khổng lồ để bay được về xứ sở. Ngựa đã bay lên cao và sắp vượt biển cả. Lúc bấy giờ, bọn yêu tinh mới hay biết, chúng nhờ phép lạ mà đuổi theo kịp ngựa Balaha. Mỗi con yêu tinh bồng trên tay đứa bé mới sinh và đem hết những lời đường mật, những cử chỉ ái ân để quyến rũ chồng trở lại. Chúng đã đạt được kết quả. Từng người đàn ông mê hồn, buông tay ra và rơi vào lòng bọn quỷ đàn bà dâm dục ấy. Cuối cùng, chỉ còn một mình Singala, người thanh niên can đảm, cường quyết đến nỗi không có gì lay chuyển nổi, bám chặt vào cổ ngựa thần và trở về được yên ổn, đáp xuống Ấn Độ, quê hương của chàng. Về phần bọn nữ quái, khi trở về đảo, chúng tỏ vẻ giận dữ với con yêu chúa bất lực đã không làm lay chuyển được lòng dạ Singala. Chúng trục xuất yêu chúa ra khỏi đảo, cho đến khi nào con này đem được Singala trở lại. Yêu chúa biến thành một người đàn bà đẹp, lộng lẫy vô cùng trong bộ áo lụa mỏng. Nó mang cả con nó theo, vào đến tận nhà Singala. Nó tìm đến ông bà phú thương, thần sinh của Singala, tự xưng là công chúa ở nước phương Nam. Rồi nó chỉ đến đứa bé, rồi trách Singala đã bỏ mẹ con nó sau những năm ái ân nồng thắm, để cho nó phải lặn lội nhiều ngày mới ra được đến đây. Ông bà phú thương cảm động cho tình nghĩa con sâu, vừa sung sướng được trông thấy cháu trai mập mạp, khó khỉnh, nên lưu cả hai mẹ con lại, và hứa sẽ bắt buộc Singala thuận tình hòa hợp. Ông lão nói với chàng, con ơi, con nỡ từ bỏ người con gái, con một vị quốc vương và đứa bé này hay sao? Mẹ con chúng nó là những kẻ đáng thương, hãy rộng lượng mà tha thứ cho chúng nó, nếu có gì mà con không bằng lòng. Singala thấy cần trình bày cho cha mẹ mình biết rõ tung tích bọn đàn bà này. Thưa cha, người đàn bà này không phải là một công chúa, chính nó là một con yêu tinh ghê tởm. Con ạ, không nên nghĩ như thế cho riêng nó, phần nhiều đàn bà là yêu tinh, hãy tha thứ. Không thể được, thưa cha, nếu không, con đã mãi mãi cách biệt cha mẹ và quê hương như những người đã đi theo con. Giờ đây chỉ còn hai cách, hoặc là cha mẹ giữ nó lại đây, để con đi chỗ khác, hoặc là con ở đây và đuổi nó xa khỏi nhà này. Thấy con một mực cương quyết, ông bà phú thương đành phải mời nàng công chúa giả mạo đi khỏi nhà mình. Cùng kế, con yêu tinh vào triều đình, kiện Singala với đức vua. Cố nhiên là việc nàng không thể làm Singala thay đổi ý định của chàng được, nhưng mang lại một điều tai họa, ấy là chuyện ông vua phải là một người đàn bà đội lốt công chúa. Vua nói với Singala, hỡi chàng thanh niên, nếu chàng không thích, chàng hãy nhường nó lại cho ta. Singala tâu rằng, xin đức vua hãy suy nghĩ lại, tôi không thể nhận người đàn bà này, và tôi cũng không có quyền nhường nó cho ai cả. Từ sau khi vụ kiện này, con yêu tinh đã thừa nhận được lòng ái mộ của nhà vua. Sắc đẹp mê hồn và những hành động quyến rũ của nó càng làm cho nhà vua ngây ngất, cho đến một hôm nó hoàn toàn làm chủ được tinh thần của đức vua. Rồi đêm đến, dùng tà thuật
nó bắt mọi người trong cung lăn ra ngủ mê man. Nhanh như chớp, nó bay về tìm chị em nó và thúc giục. Hãy nhanh lên, ta mất một Singala, nhưng ta được chọn một cung vua. Nhanh lên, ai thèm máu tươi, hãy theo ta. Trong đêm tối, cả bảy yêu tinh hăm hở xuất hành với nguyên hình ghê sợ của chúng. Chúng đã hoành hành hết sức kinh tởm trên các thân người đang ngủ say. Đến sáng hôm sau, cửa cung vua vẫn đóng im ỉm, người ta dừng lại nghịt cả trên khúc đường vào cung điện. Các triều thần, các quan chức, các vị chỉ huy quân đội, điềm chẳng lành lan truyền nhanh chóng, và trên không trung bảy quả đen lượn qua lượn lại kêu từng tràng tiếng dài rùng rợn. Singala hiểu được công chuyện trước ai hết, chàng bảo người bắc thang rồi leo nhanh vào thành. Thanh gươm quý nắm chặt nơi tay, chàng vung gươm xông vào giữa đám yêu tinh đang hối hả thanh toán bữa tiệc ngon của chúng. Cùng lúc ấy, quân lính ngoài thành cũng đã phá được cửa để vào trợ giúp Singala. Người ta hét lên vì căm giận cho sự tàn bạo của bảy yêu tinh. Bọn này hoảng hốt bay đi, đứa mang theo một cánh tay, đứa mang theo một cẳng chân người đang ăn dở. Không ai ngờ có một sự tàn phá khốc hại trong cung vua như thế này từ xưa đến nay. Đức vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, cung phi, mỹ nữ, tất cả đều bị tàn sát. Sau khi an táng thi hài đức vua và các người xấu số, triều thần lẫn dân chúng đều thấy mình lâm vào một tình trạng quẫn bách. Thiếu người đứng đầu quốc gia, thiếu vua, ai sẽ đứng lên đảm nhận ngôi báu? Mọi người đồng thanh, trọng trách ấy phải dành cho kẻ thông minh nhất, can đảm nhất. Kẻ ấy không ai xứng đáng hơn chàng thanh niên anh hùng Singala. Singala từ chối vì chàng chưa có danh phận gì, nhưng chàng đã chiến thắng bọn yêu tinh một cách rực rỡ hay sao? Chàng đã vững tâm không để sa mê vào lưới dục vọng hay sao? Đến cuối cùng, Singala nhận lời với điều kiện là mọi người hăng hái giúp chàng phá tan sao huyệt của bọn yêu tinh dâm dục để báo thù cho những người bị giết, để giải phóng cho những kẻ hiện tại đang bị giam cầm. Toàn thể đều tán thành công cuộc thích đáng ấy. Hôm Singala lên ngôi vua cũng là hôm chàng xuất quân. Đội binh thuyền trương buồm tiến về phía nam, không có hy vọng đánh bọn yêu tinh vào lúc bất ngờ được, vì trên bãi bể chúng có dùng hai trụ cờ. Trụ ngoài mẽ bãi báo tin hung dữ như tin tấn công của chiến thuyền từ xa đến. Thành ra, muốn đánh chúng phải thật là tài giỏi và can đảm. Singala đã tiến quân lên đảo, bọn yêu quái đã chuẩn bị đối phó. Chúng hiện nguyên hình hung ác, hòng đe dọa quân lính của Singala. Nhưng trái lại, chính bộ mặt thật của yêu quái đã làm cho mọi binh sĩ phẫn uất. Thành ra, họ càng thêm hăng hái mạnh mẽ. Và lại, cái quá khứ đầy tội ác của bọn chúng đã để chúng ngày hôm nay phải đền tội. Singala thúc quân, oanh liệt chiến đấu, bọn yêu tinh túng thế, tàn dã, phần lớn đã bị tiêu diệt. Chỉ còn những đứa biết hối cải, nguyện từ bỏ cuộc sống tội lỗi, để quay về đường lành, được Singala ra lệnh tha thứ. Chàng khuyên chúng nên đi nơi khác để làm ăn lương thiện. Từ độ ấy, hòn đảo tên Singala, tên của vị anh hùng đã chiến thắng bọn yêu tinh dâm dục. Vị anh hùng ấy là tiền thân Đức Phật Thích Ca, một vị đại tử bi nhưng không kém phần dũng mãnh. Chẳng có sự thắng trận nào cao thượng bằng sự thắng trận chánh pháp, chẳng có sự bại trận nào đê hèn hơn sự bại trận giặc lòng. Quả báo của lời nói, hành động đâm thọc ly gián. Xưa có một vị tỳ kheo tên là Kodahana, kể từ khi vị này xuất gia, hễ thầy đi đâu thì sau lưng thầy cũng có một người phụ nữ đi theo. Riêng thầy thì thầy không hay biết gì cả, nhưng ai ai cũng đều thấy. Khi đi khất thực, những thí chủ cúng dường để vào bát của thầy hai muỗng cơm. Muỗng thứ nhất họ nói, muỗng này là phần thầy, và muỗng thứ nhì là phần cô bạn của thầy. Các vị tỳ kheo thấy như vậy đinh ninh, thầy phạm giới, bất cổng trụ mới đi nói với trưởng giả cấp cô độc và yêu cầu ông đuổi thầy tỳ kheo Kodahana ra khỏi chùa. Ông trưởng giả không dám, trừ tỳ kheo cho bà tiên nữ Visakha biết, bà cũng không dám. Các thầy mới vào chầu đức vua Ba Tư Nặc và thuật tự sự. Đức vua nhận lời, chiều lại vào chùa, vua cho quan quân bao vây chánh điện, còn vua thì lên điện. Thầy Kodahana nghe ồn ào mới ra coi, thì vua thấy ở sau lưng thầy có một người phụ nữ, riêng thầy thì biết vua liền trở vào. Gặp thầy vua không đảnh lễ, nhưng vua lại không thấy hình phụ nữ lúc ở ngoài. Vua tìm trong kẹt cửa dưới gầm giường cũng không thấy, mới hỏi, bạch thầy,
Trẫm vừa trông thấy một người phụ nữ ở tại đây, cô ấy đâu rồi? Tâu đại vương, bần đạo không thấy. Chính trẫm thấy một người phụ nữ đứng sau lưng thầy. Thầy thì kheo quả quyết, bần đạo không biết và không thấy. Đức vua nghĩ, chuyện này sao kỳ thế, vua mới nói. Vậy, xin thầy hãy đi ra ngoài. Khi thầy đi ra ngoài, lập tức có một người phụ nữ đi theo sau lưng. Vua trông thấy rõ rồi, mới mời thầy vào. Thầy trở vào và ngồi xuống. Khi thầy đi vào, vua trông chừng theo hình người phụ nữ ấy, nhưng bỗng dưng lại biến mất. Vua lấy làm lạ mới hỏi, bạch thầy, còn người phụ nữ ấy đâu? Tâu đại vương, bần đạo chẳng thấy người phụ nữ nào cả. Xin thầy thành thật, nói cho chấm rõ. Tâu đại vương, hàng đại chúng đều nói rằng, có một người phụ nữ đi sau lưng bần đạo, mà bần đạo thì không thấy. Vua mới nghĩ rằng đây là hình giả, nhưng hãy còn nghi, nên lại phán rằng, vậy xin mời thầy đi ra khỏi chỗ này lần nữa. Thầy đi đứng ra ngoài, thì một người phụ nữ lại hiện ra sau lưng. Đức vua hỏi thầy vẫn trả lời như trước, vua mới nghĩ, quả thật là hình giả, vua mới thưa rằng, bạch thầy, một khi đã có điều không được trong sạch như thế này, thì không có ai trong sạch cúng dường cho thầy. Vậy từ đây, thầy cứ vào trong cung nội, trẫm xin cúng dường những vật dụng cho thầy. Các thầy tỳ kheo mới nói với nhau rằng, quý thầy nghĩ xem, nhà vua ương hèn thái quá. Chúng ta đã mời vào để xem tình tệ như thế này, lại không chịu đuổi thầy tỳ kheo, phá giới ấy, mà còn mời vào cung để cúng dường. Rồi các thầy mới nói với thầy Kodahana rằng, này kẻ phá giới, nhà vua cũng là kẻ hèn như ngươi vậy. Lúc trước, thầy không có bằng cớ để đáp lại, nhưng bây giờ đã được nhà vua làm chứng, nên liền trả lời rằng, các người là kẻ phá giới, các người là kẻ dẫn gái đi. Các thầy tỳ kheo mới đem chuyện ấy vào bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn gọi thầy vào, thầy có mắng các thầy tỳ kheo kia không? Thầy bạch, bạch Thế Tôn, vì các thầy ấy nói đệ tử. Đức Thế Tôn hỏi lại các thầy kia, tại sao các thầy lại mắng thầy tỳ kheo này? Bạch Thế Tôn, vì chúng con thấy một người phụ nữ đi theo sau lưng của thầy tỳ kheo này. Đức Thế Tôn mới phán và hỏi thầy tỳ kheo Kodahana, các thầy tỳ kheo này có thấy một người phụ nữ đi theo sau lưng ngươi, vậy tại sao ngươi lại không thấy, mà lại gây gổ với các thầy tỳ kheo này? Quả này cũng là do nơi nghiệp đê tiện của ngươi kiếp trước. Vậy mà, hiện nay, tại sao ngươi cũng không từ bỏ tánh đê tiện ấy? Lúc ấy, các thầy tỳ kheo đồng bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, thầy Kodahana làm nghiệp thế nào trong quá khứ? Đức Thế Tôn mới dạy rằng, trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, có hai vị tỳ kheo yêu thương nhau chẳng khác nào anh em cùng chung cha mẹ. Thời kỳ ấy, mỗi năm, chư tăng hội làm lễ phát lồ một lần. Gần đến ngày phát lồ, hai thầy rủ nhau đi, định đến nơi làm lễ phát lồ. Lúc đi giữa đường, có một vị chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, thấy hai vị thương nhau mới nghĩ rằng, hai vị tỳ kheo này rất thương yêu nhau, ta có thể chia rẽ được không? Trong khi đang nghĩ kế chia rẽ, thì một trong hai thầy nói rằng, xin thầy vui lòng đợi tôi một chút, tôi cần đi xong. Vị chư thiên mới đợi cho thầy tỳ kheo ấy đi xuống xong. Khi từ trong bụi đi xa, vị này liền hóa ra một người phụ nữ. Một tay nắm lấy quần, một tay vén tóc, làm như vừa mới ân ái với thầy tỳ kheo ấy xong. Vị chư thiên cố đợi cho thầy tỳ kheo kia thấy, rồi mới biến mất. Sau đó, khi thầy tỳ kheo này đến, thì vị kia mới liền nói, thầy là người phá giới. Thưa thầy đâu có. Vừa rồi tôi thấy có một cô gái đi sau thầy. Thưa thầy, chuyện này thật tôi không có. Hai thầy cãi nhau, kết cuộc hai thầy chia đường nhau, không bao giờ hợp nhau, vì không bằng lòng cùng nhau làm lễ phát lồ. Vị chư thiên thấy kết quả tai hại như vậy mới nghĩ rằng, ta đã làm nên tội quá đáng lắm rồi, liền hiện xuống và nói, giới đức của vị tỳ kheo này vẫn trong sạch, đây là do nơi tôi muốn thử hai ngài thôi, xin hai ngài cùng làm lễ phát lồ chung. Chừng ấy, hai vị tỳ kheo mới chịu nghe và hoan hỉ cùng nhau làm lễ phát lồ. Vì nghiệp đề tiện ấy, sau khi chết, vị chư thiên mới bị đọa vào địa ngục A Tỳ, thời gian nhiều kiếp đến nay mới danh làm Kodahana. Khi nhắc tiền kiếp của thầy tỳ kheo Kodahana xong, Đức Thế Tôn mới phán rằng, người vì nghiệp đê tiện ấy nên mới có chuyện phi thường như hôm nay. Thế mà người vẫn giữ tánh đê tiện ấy. Người không nên nói tiếng gì với các vị tỳ kheo. Người phải nín lặng như người câm. Khi người làm được như thế mới mong hết nghiệp và chứng đạo quả.
Thánh Hiền kiêng mọi lời nói vu khống, nghe thấy điều gì người cũng không nhắc lại, để gây gổ bất hòa với những người này, với những người nọ. Bậc Thánh Hiền hòa giải những người chia rẽ, kết chặt dây thân ái giữa những người đồng tâm nhất trí. Bậc Hiền Thánh lấy sự hòa hợp của người khác làm sự vui thích của mình, coi đó là công việc của lạc thú của mình. Người chỉ nói những lời làm cho người hòa hợp. Trầm công giảm điệu. Hiện tại trong giới kiến trúc có 3 câu danh ngôn: chỉ trầm công không giảm liệu chờ sập, chỉ giảm liệu không trầm công sẽ sập. Đã trầm công là giảm liệu chắc chắn sập. Nếu giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có 2 con trai. Đứa đầu, tên Trương Kim Sùng, là kỹ sư thiết kế kiến trúc. Còn đứa út, tên Trương Tất Khoan, kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tốn phí rất lớn. Các cổ đông trong 2 thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là Chiêm Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân. Nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên, chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay, ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng, thì phải chia cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoán báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói, đành bấm bụng để Tụ Thành nắm quyền. Thế là Tụ Thành tha hồ thao túng việc trộm công giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chiêm Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu, không biết hối lộ, nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương, đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căng,
cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ tụ thành tiếp được công trình thì giao cho chim mọc căng xây. Sau đó, y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng mà các công trình mọc căng nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căng đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căng xây, lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Mộc Căng nghe thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chim Tụ Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căng dám vong ân bội nghĩa với mình, nên ngay tối hôm đó y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ ngay khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả Tụ Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1.5 năm tù giam. Khi Tụ Thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tụ Thành giao lưu thầm lén với họ xong thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tụ Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngày tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai, còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đài địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đài địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác, làm gian dối, cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Ban. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Ban đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lưu dùng đựng nước uống.
Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng U nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con. Đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Ba nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng sinh xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang, là biết rõ. A Vu nói: anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn. Ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon.
mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào. Đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Ban làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Ban lúc này nhân tính mê muội, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê muội. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn, thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói: trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A Ban gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này: ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn, có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm. Cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Vợ chồng họ Sử. Đây là kinh nghiệm lợi ích mà Sử cư sĩ trải qua sau khi học Phật. Hy vọng mọi người nhờ đây mà tăng thêm tín tâm học Phật. Ông đã kể cho chúng tôi nghe rằng đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó ông đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ của ông thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên vợ chồng ông đã quyết định một điều không nên là vợ ông đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ hành vi khinh suất này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ. Vợ của ông bị chứng bệnh hiểm dày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng giờ đây mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô đau không chịu nổi. Bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, bảo cô ta phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó được bác sĩ chuyên môn ở y viện phụ sản tỉnh chuẩn đoán là chứng bệnh di vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón chỉ ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt, có thể bị táo bón nặng. Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài, đau khi bài tiết, thậm chí đi ngoài ra máu. Bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách, gây táo bón, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, khó chịu. Đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này. Triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn. Bệnh rất khó chữa. Việc trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ung bú bất tử. Chứng này
hành bình dân thống khổ bất tận. Mỗi tháng, vợ của ông đều bị hành đau chí tử. Cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ, đày đọa cô ta suốt 4 ngày đến 5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống. Ông cũng bị khổ lây theo, vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Thống khổ này, trong chớp mắt, cũng vây bủa toàn thân ông, khiến cho tim ông khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thụ thai, vì việc mang thai và cho bú có thể giúp cho bệnh thuyên giảm. Nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan. Nỗ lực hơn 1 năm vẫn không có kết quả. Họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả. Tháng 3 năm 2005, vợ của ông bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ, cắt bỏ vùng buồng trứng ung mủ. Đối với chứng bệnh viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan đến nhiều dây thần kinh huyết quản, nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ đã đề nghị bằng cách mang thai, nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7-8, nếu qua được 2 tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, họ đã đi phủ Đà Sơn lễ tượng Quan Thế Âm tại phủ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật mầu nhiệm, ngay từ lúc rời khỏi phủ Đà Sơn về nhà hơn 1 tháng, thì vợ ông đã có tin vui, chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến 1 năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong, thì tháng kế đó, vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nay nằm im, bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này, họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng cũng ngay trong lúc này, vận may thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường, quay về cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật, Bồ Tát. Một đêm thu, năm 2005, Bồ Tát Quan Thế Âm thần uy diệu lực một lần nữa lại ban ân cho họ. Hôm đó, Thiều Hưng Lô Phong thiền tự khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đúng vào 1 giờ khuya. Ông vì muốn hoàn nguyện Ngài đã ban cho đứa con nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tấu vang, từ Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp. Ông đã nghe mọi người xúc động nói: "Trời ơi, ánh sáng gì mà sáng quá vậy? À, tôi biết rồi, hào quang của Bồ Tát, hào quang của Bồ Tát đó." Lúc này, đám đông ngoài điện nhốn nháo, xôn xao, ngẩng đầu lên nhìn. Ông cũng ngẩng đầu lên, thấy giữa không trung, tuy là ban đêm, nhưng có luồng hào quang sáng chói. Ánh Phật quang hiện rõ, to dần, mỗi giây nhấp nháy 1 lần. Tuy sáng rực rỡ, nhưng không hề gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng Tây Nam, di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ Quan Thế Âm. Sau này, ông hồi tưởng lại, Phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Khi đó, ông quá kích động, kinh ngạc, đến đổi đầu óc hóa thành hư vô, trống rỗng. Hiện trường khi ấy có 600-700 người cũng đều xúc động, ngẩn ngơ. Ông có thể khẳng định là đêm đó trời cực kỳ trong và quang đãng, không một phiến mây đen hay điện chớp. Hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra, bởi vì
diện tích và mức độ chói sáng gấp trăm lần ánh điện nhân tạo. Hơn nữa, ánh sáng lại xuất phát từ tiết trên không, và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau. Người thì thấy hoa sen, kẻ thấy hồng quang, thôi thì đủ kiểu. Từ đêm đó, ông đã bắt đầu tin rằng Phật Bồ Tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường, mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho ông là cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh, đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai bảy may. Ông biết chứng bệnh khủng khiếp hành giờ ông là do nhân quả, nhưng vì mới nhập Phật môn nên ông chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông vừa nghe xong thời pháp tại Huyền Trang Tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó, ông mới vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều, cứ thầm hỏi, liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ ăn mặn để ăn trường trai hay không? Nhưng vừa nghĩ đến đây thì ông bỗng e dè, khi nhớ tới bao thức mặn ngon lành suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức, nào là bò, gà, tôm, cá, đủ thứ hấp dẫn, vì phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu kia khiến cho ông đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ. Mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa chăng? Đột nhiên, di động của ông reo vang, dòng vợ của ông cuống quýt báo tin. Con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ ghê gì. Nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ, tính ra đã mười mấy tiếng rồi. Người lớn trong nhà và con bé, ai cũng đuối đừ, kiệt sức. Ông dần điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt, ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. Ngay lúc ông đang lo lắng, rối ren, bỗng ông sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu, hữu cầu tất ứng hay sao? Thế là ông chắp tay, chí thành khấn nguyện. Xin chư Phật Bồ Tát gia trì, cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi, sẽ ăn trường trai. Chưa đầy 10 phút, thì vợ ông đã gọi điện báo tin. Anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được và ngủ rồi. Lập tức, ông bị kích động, đến lệ tuôn đầm đìa, bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ, Phật Bồ Tát quá từ bi. Các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu của ông, nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy ông mau chóng bỏ mặn ăn chay, dứt ác theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chánh. Từ hôm đó trở đi, ông đã biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt. Tháng 4 năm 2007, ông theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình, nên tha thiết hướng về cư sĩ Quả Khanh cầu chỉ giáo. Cư sĩ Quả Khanh hơi định thần một chút, rồi hỏi ông, có phải bà nhà đã từng phá thai không? Khi ông xác nhận, thì cư sĩ Quả Khanh đã nói rằng đây chính là nguyên nhân. Cư sĩ Quả Khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng 5, thông qua cư sĩ Quả Khanh, ông được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh trạng vợ ông, cô khẳng định, chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo, và nên tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Đồng thời, cô không chút khách khí, thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát, đạo, dâm, vọng mà ông đã phạm, khiến cho nội tâm của ông bị chấn động kịch liệt,
lẫn hối hận đan xen, xấu hổ vô cùng. Cô đã cho ông thấy kiến thức Phật Pháp thần kỳ, càng thêm kiên định niềm tin, nếu hành đúng theo Phật Pháp, thì họ có thể chữa lành căn bệnh nan y. Tháng 5, năm 2007, dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép, có một chút uy lực của ông, vợ ông đã miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương. Nhưng giờ đây, đối diện với căn bệnh khổ khó kham, nàng đành phải nhường bộ một bước, nhưng rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tín bán nghi. Quả tình, đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng, thì việc bắt nàng tụng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật. Tháng 7, ông cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ ông, xem như việc tụng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành. Ông hiểu, mình có hai trọng trách. Một, ông phải tu theo Phật Pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ, mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai, việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi vong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, vãng sinh cõi lành. Mộc 8 tháng 8, ông bắt đầu tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử Đà La Ni Kinh và Kinh Kim Cang, mỗi ngày một hai bộ. Đương nhiên, trước và sau khi tụng kinh, ông luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng việc phá thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng. Giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi vỗ về tâm tư oán hận, tuyệt vọng của hài nhi. Có lúc, ông đã buồn nghẹn ngào, đến khóc không thành tiếng. Sự việc kỳ diệu phát sinh, đến cuối tháng, vào những ngày chu kỳ, vợ ông không còn bị hành đau thống thiết nữa. Lúc đó, họ cũng cho là có thể nhờ tác dụng của châm cứu thuốc men. Ngày 10 tháng 9, vợ ông không châm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Ông tiếp tục tụng kinh chuyên cần. Vợ ông một lần nữa được bình an vô sự, nhưng họ vẫn còn cho rằng có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồng trứng năm 2005 kích thích tố nữ hạ nên thành như vậy. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, bèn đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận, đứa bé thật sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến đầu xuân năm 2008, vợ ông lành bệnh được 6 tháng, nên hầu như nàng cũng quên bén đi cảm giác đau từng hành hạ mình. Nhất là khi đối diện với những mâm cỗ đại tiệc mừng năm mới, nhìn từng bàn ê hề thịt cá, chưng đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với ông một cách ai oán. Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không có nổi đâu. Đến tháng 4 này, họ xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại. Nàng vừa tuyên bố xong, thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh kinh khủng, đáng sợ, bỗng xuất hiện, dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến cho vợ ông bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Thời may, hôm đó, họ đã cùng với cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ. Những liên quan đến chuyến phóng sinh này đều được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12. Lúc ăn trưa nơi tiệm chay, ông hỏi Quả Hồng cùng ngồi chung bàn. Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về không? Không phải, là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tín, phản nguyện. Vợ ông ngồi bên xanh mặt,
Nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé đá động gì tới chuyện ăn mặn lại. Đương nhiên thăng kế đó, nhờ vợ ông biết kiềm chế được, trước vực thẳm, dừng kịp trước hiểm nguy, nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện, hoành hành. Kể từ đó, vợ ông cũng chưa hẳn, chẳng dám đói hay tơ tưởng gì đến chuyện ăn mặn, và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay. Bây giờ, họ lại được một phen luật nhân quả dạy cho một bài học, đã biết sợ và tin trên đầu ba thước có thần linh, đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động niệm của họ, thấy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh, đều bị luật nhân quả chi phối, vận hành. Đến nay đã gần 2 năm, vợ ông đã hết bị cơn bệnh khủng hành, chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ gì cũng đều tiêu tan. Các bàn hữu bác sĩ của ông vẫn nói rằng, thông thường bệnh này phát mỗi lúc càng nặng. Vợ của anh không do phẫu thuật, không do uống thuốc mà được lành, thì phải nói, đây là đại kỳ tích. Ông và vợ ông xin cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ các thiền tri thức đã kiên nhẫn, chỉ dẫn, giúp họ phá mê, bỏ xấu. Cảm tạ đứa con đã thông cảm, tha thứ, chịu xả oán hờn ra đi. Càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ 2 đấng sinh thành ngu si, khiến họ biết mà dừng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê. Giải thích thêm, kỳ tích sống lại từ chúa chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết chết ngay khi còn đang sống, có nghĩa là chết hết mọi tật xấu, phải chết trụi lũi những tính tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, những gì trái đạo, không đúng pháp. Ngoài ra, còn phải biết thành tâm sám hối, sửa lỗi, bồi đức, y theo giới định huệ, đúng pháp mà tu hành, thì sẽ thay đổi cuộc đời. Hiểu rõ Phật Pháp rồi, thì dù kỳ tích có xảy ra, cũng là chuyện rất bình thường. Nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày, tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiền căn nhiều kiếp. Có lần, tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường, đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó, khí trời không tốt, mưa xối xả. Tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó, chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá,
khiến mặt trước và sau của xe đều bóp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh. Khi đó, Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt, ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi, đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi, thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân buông thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây, con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước, mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt, thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi. Thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua. Nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này, hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hão huyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Tôi vỗ về, an ủi nó. Con gái cưng à, cổ nhân thường nói, có chí thì nên. Con có hoài bão cao, thì chịu khó siêng năng học tập. Bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ, tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay, bọn họ chẳng ai chịu tin.
Con gái tôi còn nói, lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba. 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận. Có thể dùng câu đạm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo, con mau lấy bảng tính ra, cộng hết lại thử coi. Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa, không thiếu. Tôi vội nhắc, nè, con có nhớ tuần trước, bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng, nói con thi đậu được 597 điểm mà. Lúc này, hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được, bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng. Ba! Ba ơi! Tôi bảo, Con mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đi. Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng năm biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức bình gia hộ cho, thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo, thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, thùy từ đồ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ, là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, hãy chí thành, khẩn cầu ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh ngài để dẹp trừ tạp niệm, vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng, lúc lâm chung tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là chính pháp minh Như Lai, lời ngài hoàn toàn chân thực. Nguyên nhân bất hạnh. Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi, trông rất tiều tụy. Cô quỳ trước hòa thượng Diệu Pháp khóc sướt mướt, không ngừng kể lể về những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hát cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ giùm cho con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy con đau khổ muốn tự vẫn nên đã nghỉ học 1 năm. 2 năm sau con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết.
Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác. Kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa. Khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Xin sư phụ giải cho con hiểu. Số con vì sao quá bất hạnh. Có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi. Ngài trầm ngâm một hồi, rồi hỏi. Hôm nay, vì sao con không trang điểm? Nghe vậy, cô có chút ngơ ngác. Sau đó, tỏ vẻ áy náy thưa. Dạ, bà Hách dặn con, tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói. Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng, đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế, đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm. Bởi con luôn trau chuốt nhan sắc cho xinh đẹp. Y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặc khiêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ, nhìn ngắm mình. Sức ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái. Ta nói có đúng không? Cô gật đầu, sư phụ nói tiếp. Dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà, bản chất phái nữ vốn yếu đuối. Vì vậy, con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu, trau dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này, có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu. Làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trau chuốt làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái, tức là sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang, kích khởi dâm tâm, ái niệm nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân, nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước, ai thiếu ai, ai nợ ai, nhất định đời này sẽ tìm đến, tức là gặp nhau, đòi nợ. Con không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên, tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyệt không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh. Bởi vì trau chuốt hở hang sẽ gợi dâm, khoe của là mời cướp. Nếu con muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc, thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính, trong sạch, và thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Được vậy, thì dù định mệnh an bài sẵn, phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên. Con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ? Dạ, con hiểu rõ ạ. Được rồi, cứ y theo đó mà làm. Chưa đầy một năm sẽ gặp lang quân như ý. Còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào? Việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Nhưng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch. Cô nọ vui vẻ vâng lời hòa thượng dạy.